mày bệnh nặng cái vụ chết là cái gì mà lại mà nói tao chứ ông nội tao lại thăm mày hả? Nó chỉ mày kia chích mày luôn đó. Tao nói mày cãi. Thôi thôi cùng đi. Dạ đi thăm bệnh con. Dạ. Bệnh con ha. Đây, dạ. Tới đâu rồi? Tới bệnh viện rồi hả? Dạ. Đi từ từ đợi để chị Minh kiếm cho. Mà không biết kiếm đâu, đi chừng lạc đó. Đây nè, có chân đi tầm 7 lạc đó. Sao biết? Có nghe nè. Đi nhanh nó lạc đó trời. Trời có bông không chụp. Đâu? Đây nè. Hai đứa mình chụp bao cái. Thôi, mau chụp đi. Chụp ha. Không thu gái. Đâu con đẹp nè. Con đẹp không? Hỏi gì mà? Không. Dưới tí nữa đi đường bên trong. 11 tuổi. Người 11 tuổi chị, mẹ nó 11. Mẹ nó 11 tuổi hả? Ở đây ở phòng nóng chốt em bé nằm ở đâu? Dạ dạ, bao nhiêu? Lầu 2 hả? Không có lầu mấy ta? Lầu 2. Đừng có la âm sầm. Nói đâu? Dạ, nó cầm cái mời giờ. Từ sáng giờ. Mời bác sĩ. Trời ơi, con đâu kìa. Bây giờ mẹ tới nhà con. Thì bỏ. Bỏ có gì cho con không hả chị? Mình xin giấy. Chị này là mấy con quen con. Ở trên YouTube không? Dạ. Quen mơ không? Ờ rồi. Chị đó hả? Dạ. Chị làm bên chùa không? Dạ dạ. Nhìn em mới gặp chị luôn đó. Dạ. Trời ơi trời. Ủa mới gặp đây thì con nằm đây. Không có em kha bệnh là chuyện nhóm dạ. Bệnh nha. Con vợ chuyện nó gửi lời thăm chị nha. Con ơi thầy á. Thầy bạn yếu á, bạn tại đây ngồi cầm giang nè. Gì đó hả? Ừ. Ờ, hôm nay tôi mới gặp bà ở ngoài đó bà nội. Trời ơi, trời ơi, ngoài luôn á. Trời ơi, này, ông mộ quay nè, đâu ông mộ quay cũng biết. Trời ơi, trời. Kiểm nó quay tới bên Mỹ luôn. Tôi nói em mỗi trước cái sinh nhật bà cho con mà đó nha. Nè, 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 khỏe nghe. Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi nha. Chuyện nhỏ rồi người ta ngủ. Bữa nay gặp idol TikTok rồi à. Idol TikTok lại. Đẹp ha. Đẹp không? Đẹp ha. Đã đẹp rồi. Đâu ạ? Ủa đâu đây nữa? Con có nóng sốt nè chứ con có căng. Con quên con nè. Con chỉ hả? Con anh chơi, con chơi chân nè. Con anh chơi cũng như con mơ nè. Con nào ấy là ủng hộ tâm nó giùm tôi nha. Tôi đi chân mà qua. Rồi đẹp không? Con ăn uống cái gì không? Ừ. Hả?
con thăm con đi. Mẹ mua đồ cho con. Kêu nó ngồi vậy. Con ăn cháo ăn mua đồ. Ngày con bắt nóng sốt nha. Rồi tối bà ngủ ở đâu? Chưa nó cần từ thiện, nó chạy cá đường mà mai nó ra ca. Rồi nó ngủ hả? Ngủ đâu? Nó khóc rồi, chưa không được, chưa phải chạy cá đường. Này, nó khóc không? Trời ơi, ngủ đây trời, chị mơ nó không biết. Còn em chiều nay đi với nè, trong vàng. Tuần nào xuất viện? Tuần nào xuất viện nè? Trời ơi, đây là xuất viện. Khóc la làng ra. Lấy mi mi xuất viện, mi mi. Nó ra máu cam, người ơi, nó nóng sốt. Bỏ mặt ra, đi té để con nghe nó ba mày cũng bệnh nữa kìa. Trả nổi nó. Nó nằm nó qua tám chạm qua trong một ruột, ngồi cho nhà nó cặp tóc cho đi. Cậu bà na, cậu ra đổ. Đâu có đeo đồ đặc gì đâu. Ba đem con không cho mua đi cấp cho. Được không? Không đốc gì. Được. Được. Ai cũng thương nha. Lại đó ngồi đi. Ở trên này nó vẽ mai mai ai cũng mới. Trời ơi, coi nó kìa luôn. Ở đây có hả? Vậy. Có hả mà cái gì vậy? Cái gì nè? Cà tin thì nó mua đậu. Không có bán toàn bộ. Nghỉ rồi đi ra về chợ ra chờ. Đây nó xuống dưới công ty nó nằm ở đâu không? Không, dẹp rồi. Nghỉ rồi, không muốn mua đâu. Đi chợ ra chờ, không ở đây. Ở đây không có bán cho chiều. Chiều nay con không biết ngủ đâu, vô biển. 5 giờ. Ra bắp cam, ba cũng lẫn xương lại cầm áo. Ra nhiều không? Ra nhiều không? Con chưa. Ở đây đây hả? Ra nhiều, ra nhiều không? Dạ, em về. Rồi tới chỗ quen uống nước có câu về đi đồng. Ơi, bà đi tâm thần ơi, cậu tầm bảy tầm bả luôn chích chất luôn cùng sát la làng luôn đi la. La làng sáng đi. Ông kiểm chở mở dưới xong cũng động la. Cũng la làng anh ta. Thì cũng nó đi nó dục. Chào. Chào mà. Nói vàng với chị nha. Gửi tiền ngân hàng mốt đem gì cho nó ăn. Gửi gì? Bớt mát hả? Gửi bữa thứ 6 mà 7 nhật ngày hơi thứ 2 luôn anh bởi người bán. Gửi nhiêu? Tôi cũng không có gần. Người ta lấy giùm. Con ăn cháo ăn thịt gì không? Rồi bà gửi trước 10 mấy triệu rồi mua chợ chiền đó dưới cái đó đó. Rồi 8 triệu mấy triệu. Rồi chờ mơ mua gửi chắc cho 2. Ngồi gì hôn ngồi gì? Đi xe với anh chị nè. Rồi dưng mà tao thương. Đi tấp tất cho nghèo tiền bà. Tao cho bà. Ai nó quậy nó giữ tao. Nãy chữ tiếng là cho ngồi tiếng tiếng quýnh rồi do anh Tăng nó thôi nó còn quýnh gì trời. Cái này bên anh Tăng gì đó không? Ừ. Ai cứ học. Nó đẹp không? Đẹp quá. Đây nó coi YouTube ba nhóc. Chiếm gì? Ừ, ngồi luôn. Nhiều lắm. Sáng còn chảy máu cam không? Dạ, cái mai thằng bà Phật nó lên lên thăm con nè. Tao hộ nó đi kiếm ba mày coi nằm cho. Ba mà nằm cho đấy. Mày ngồi đây nè với con nè. Điều là chơi nhé. Không con ơi. Là không con ơi. Thấy nó ốm nhát không cái sót không mẹ tay nó kìa có tay làm gì vậy? Không con ơi. Chết thương, chết thương. Mẹ nó biểu vô nước biển mà ta nói vô biển nó vô nước chút nó chết đó. Ta nói về phải vô nước biển nó làm thuộc cha nét cha. Mà giờ nó cái gì? Chết thương ta. Đó thuốc là còn chết thương ta. Đứa nào cũng bị hết. Không con ơi. Không con ơi. Tiêm thuốc ta. Nó còn nóng mà mẹ. Thì nó chứ. Nó nuôi nó. Thôi. Để nó. Tao ở đây mà nuôi nó mà bà đi về được nha. Hả? Bà thương nó mà bà ở đây mà nuôi nó bà đi về. Tôi biết sao chị Vinh Tâm Toàn nữa đêm la mấy ông bảo vệ bắt cái nhốt. Thằng âm thằng thấy bà nó vui vẻ mà thằng đâu được. Tâm tới nuôi. Nó đau hé hồi 8 giờ nó đóng cửa nãy giờ mấy căn ta. Nó khóc ra là làng rồi tới 10 giờ mới mở cửa cho nó. Cho đi. Ừ, nó quên đừng nhớ. Nó đóng cửa nó cho đi đó. Rồi con nó la làm nó sợ chết nó mở cửa cho đi đậu nước tới đậu xấu bà na cổng từ đó ra rồi. Thấy chưa thấy con đau thấy tội không? Tao không ăn cơm kịch rồi mẹ. Không có ăn gì chứ uống sữa ói ăn rồi ăn cháo ói. Hôm nay đi về đi về ăn đồ dữ ha. Chị em kìa. Con ăn gì mẹ? Bà thương nó cùng bà giết nó đi bà tao lao đi. Ừ. Mẹ mời bà coi kiếm hôm qua gì mẹ? Bảy giờ bảy bầu dục cho ba với hai chị cà gái chứ có mặt đi chơi. Mẹ. Mẹ. Thằng Kiểm nó nhậu về cái hôm qua tôi đi đụng con nó tưởng như nhập bà chị. Nói thằng Kiểm hoài. Nhắc thằng đó hoài. Thương con lên đi con, nhắc con đi. Mát đi. Nó ho dữ rồi. Nó ho quá bà. Bà lấy cuối cùng á, bà
cái đồ cho nó nó là có cái đồ khỏi đi. À, cái đó là cái đồ xong phổi xong phổi nè, nghiệp mi quá anh tặng bấm cho bấm nóng lạnh sốt nhẹ. Ừ. Ba nó bệnh thôi, nó nằm cái đét á chị, còn nó nằm tay còn em mình đi theo một khác. Sao biết ba nằm cái đét? Sao không biết đâu, là tại mà ba nó nằm nên nằm đi thăm. Chứ mà để nha, ba nó Hòa Sơn đó chị, con bà tỷ què đó, nó có vợ khác mà nghe nói bà tỷ nói à, con dâu chữ mẹ chồng đỉ mẹ em thì không. Ừ, ta kể tôi. Đừng quen đi nha. Nói hồi đó con mơ còn về hết đi kiếm á chị, đi đi kiếm cái mà hả chị biết sao? Là bà tỷ què chữ em má chồng mà bây giờ cứ dâu sao giờ chữ bả với con là dâu Hòa Long chữ bả quýnh bà tỷ. Còn bây giờ thằng anh cũng bệnh rồi, tưởng con đi Hòa Long không à, nãy giờ nó kêu con đi Hòa Long ở nhà có đêm đó dặn 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 nó chờ nó cứ đòi đi Hòa Long đắp giò hay lắm, đắp giò qua đây này vô nhập viện đó. Ai vậy sao cấp cứu rồi cấp ba thì còn bị sưng đẳng cho nó gì đó sưng đẳng quyết đó tống đẳng cho ha. Trời ơi, đậu tôi đi thế, đậu nó cao, thường gì, ba thai rồi. Đây, đây, tắm mạng, tắm mạng. Tao cũng có mạng, có mạng. Chưa có một chuyện, thương quá, chung đi ấy, em đi chơi. Mẹ nó gửi điện thoại gì chưa? Hả? Chưa, chưa gửi cho đâu, chưa gửi cho đâu. Cái ông. Nó mẹ cơm mô cho, ai nó chia rẽ đi. Mở tốt ha. Mở em, em mô đứa bạn con. Dạ, ông đang kinh tốt, tôi tin vào bà. Em đứa con 14 tuổi, ông đi chị vợ. Đấy giờ bác sĩ có bệnh con không? Bệnh mấy vậy? Nó kêu bác sĩ lại nha. Bác sĩ nói chị không bất bệnh rồi. Mi nè, có mẹ chị không Mi nó không chịu mẹ ạ. Con nó kêu giờ là bữa nào cũng muốn làm cho con Mi chứ gọi đi. Chứ ông đi tầng hộ cho nó. Ông nói ông đã bỏ con 500 bộ cho em. Tôi 500 ông sinh rồi. Ông cho ăn mà chưa? Ông cho họ đứa con 14 tuổi, con 14 tuổi. Đứa con gái 14 tuổi, ông nói. Dạ, ông thì vậy thôi, gác 14 tuổi, à, không có. Trời. Bây giờ bỏ. Cho anh cháu với sữa, ông có cho bác sĩ. Phải không ngờ. Ăn cháu thôi, không được ăn thịt kho, thịt cháo trắng rồi bà. Có con thì cháu thì một tiếng đi. Còn cha, bệnh con, bệnh tao chở thằng khác kiểm. Con gia đình tao, này bà người dân. Còn bạn nhỏ này là cháu, bạn gì cụ. Người dân không? Ở đây người dân ta chơi. Mà nghĩ ra hay là. Mẹ. Cái bác sĩ ra cho con nha. Bệnh viện nó ho dữ hẳn chạy. Thì nó ho, nó ho đái buồn thôi chị không. Ho đái, đái buồn luôn hả? Ừ, đi bác sĩ là khám. Ngồi chị không nên ho, còn ho bác sĩ ở đâu, bác sĩ ở đâu? Bữa nay có đại diện. Bữa nay chủ nhật. Ho, bữa sớm. Kêu lại vậy, ừ, con nóng tốt ho nha. Giờ cho nó vô cái phun thuốc cái đi, rồi uống hết gì bệnh đi. Nếu mà ngày mai bác sĩ khám, nó nặng thì người ta cứ cho nó uống hoài. Thì nó hết thì thôi, người ta cho đi về, đúng không? Nó lâu lắm, mấy người này là ở tại vì đây là một tuần mà chưa về đó. Bà cha nghĩ lên trời, chứ người ta không thấy mà sao, chứ người ta không ăn uống chân. Ừ, chỉ là nghèo khổ. Mới mua đồ, nó bảo chứ tao cũng còn đi. Bạn đẹp đẹp, chúng sẵn chúng bà không hết trơn. Ngon thương nấu cơm mà nó bò, kiếp con thương mà đi lên. Đây, mì á. Trời ơi, thôi má ơi, má con lại má. Má biết bây giờ anh Sơn á, chồng con quá Sơn á. Rồi bây giờ con Mi dở hai đứa ở. Cái này không tôi nói gì ngoài đường, tao nói gì với cha mẹ con. Không muốn cãi bà này báo hết tiền hết ta. Bữa đó bà biết không? Sơn chồng lớn em. Tám giờ bà nó đâu bữa không cho đi đó. Nói cha cha, lần này ra làm chết nó con mày giờ mà chết rồi là 12 giờ cho đi làm cana cổng nước ra đây cổng từ. Sao mà hồi mà không ấy. Cái dấu của ông. Không cho con đi. Nãy bà đã đẳng bà nói giờ nó ho với nóng sốt cho nó ăn uống rồi bác sĩ thì khác nha. Mà gọi lại không? Sót ông mơ, sót con không? Bà nuôi bà phải cần bác sĩ tôi lại nó nói bà nội được biết gì đi. Cả bà với cô Mi không thận với tôi nhưng mà lại với chưa quýnh lộn anh chồng. Hai chồng bên tao lại còn luôn. Thương con, thương con không? Sót con không? Thương hết con ông luôn. Nói chuyện nó đi. Ai mà thương thế mày một nó biết gì tự mình thương nhỏ này cũng đẹp con ở đâu à thì ở đâu nè ở đây nè dạ có biết gì nè đẹp quá ha đẹp không nó lai quá ha đẹp đẹp tuổi gì tuổi dịch mà chồng mình tuổi gì chồng tuổi gà dạ nhiêu tuổi rồi dịch nước gà đó dịch hả thì ở đây mà con nó nóng tốt hòn tao nghiệp tao nó bật chí ớt ngày trai gái đó mày bà cũng mày con hai thằng chồng rồi đó vậy hả ừ mỗi mốt một kiếp một chồng cho tôi với anh Rồi nào mày mai ha. Mày đẹp lắm mày bước ra đời. Tao thấy mày tao kết liền. Vui vẻ ha.
ai có tiền tao cứu dâu rồi đó tao chịu rồi. Lập chị đứng nè bà vậy hả? Ông coi khùng đó chồng đứng đợi chồng tao khùng đó đâu biết nghe không chen có chồng đâu trời mày khô mày đánh lắm thấy tôi có đèn cứ nó nghe nè mày khô mày đánh lẻ ừ, mày khô mày cũng tắm mày bấm cho con nó bớt nóng lạnh sốt con này bạn gì gục người chân bọn kia cháu gục ở đây chứ thích nghèo tôi quay chồng của tao chồng lớn của bà kỳ nó có vợ lớn của con rồi tao có chồng nhỏ chuyện ra tao ra nhà tao bỏ nhà tao ở ra kiểm tờ nói cho một cảnh cho tao nghe không bắt đó tùm lum hết trơn ha chồng mày đâu bằng mày ha ấy chứ nghe ủa tao tao thấy ông mà cháu không tương đối vậy ừ, bỏ mong bệnh không khỏe rồi mà sao tao nghe con Hạnh nói ông chết rồi vợ lâm nói á tao lụng á đây nè ơi cháu buộc ông tôi lụng nó kêu dữ ơi ông khỏe rồi mà mà con quỷ Hạnh nó chết rồi Hạnh mà chủ quán đúng không Hạnh nó Hạnh nó ngàn hai ngàn hả tao nói ổng đâu có chồng rồi thì bà ghé hai mắt đi tình là nó vô muốn biết ơn ở ngoài à nói bà tình ghé bà ghé bà thăm ổng đi vậy nó nóng trong lạnh nó kho rồi đi đâu bác sĩ á trời ơi mày ơi tao mới chừng đó trời ơi bà bệnh gì bà đi ẩn bà nói bà cãi không mà trời cho bà cái tật bà cãi không mà má đập đầu tự giận à đây không có bác sĩ làm nha người ta cái đóng tự bà nói người ta chứ bác sĩ vậy bà lợi bà đang nghĩ ta ta lao bà lợi bà nói rồi bây giờ con bây giờ nóng sốt ho vậy đó mà bây giờ cũng nghèo khổ mày bệnh nặng cái vụ chết đó là cái gì mà lợi mà nói ta chứ ông nội tôi lại thăm mày hả bác sĩ mày khi chích mày luôn đó nó nói mày cãi thôi cùng đi ông chịu mà trước tao đi nay mà chưa mà ở tù chân hả mày tao khôn mày bệnh gì mày đã đặng mày kiếm tay ha mày phải chút đỉnh tiền ta nữa nói là tao thấy tội nghiệp mày nghèo khổ ha mày tập chuyện là bớt chứ mà tiền nó tao nhốt quá luôn ừ bà nghèo mà không có mà xin tiền tao làm chút chuyện ra đó bà mà vượt một á mà mình thấy tao nhốt cộng đầu bà đây nè em cần tiền để đi chơi gái gú đi con cái bệnh mình không biết rồi thầy dạ thầy bỏ qua cho em mốt lấy máy ba má về dạ thì bữa nay có một chị gái một em gái dạ gửi cho mơ một triệu không gà bữa nay rảnh mới qua đưa nè nha dạ dạ cảm ơn mà cái chị gì đây nè cái chị gì gái. Chị gái gì chị gái gì anh quên cái tên nè không gà dạ ơ cảm ơn chị gái Tăng ha ơn trên nó núi giờ em cũng am tiền mà bây giờ tình trạng không phải là con bệnh hoạn mà anh chị cũng cho em cũng nhiều lần số tiền thì bây giờ ủng hộ đồng bào một góc nghèo mà tới giờ em cũng còn lọc tu em cảm ơn nam mô phật chị Tăng với anh Tăng.